Chào các bạn học sinh lớp 9. Hôm nay thầy quay trở lại với các bạn. Thời gian dịch bệnh cũng khá dài nên hôm nay thầy sẽ ôn hệ thống lại cấu trúc đề tuyển sinh 10 cho các bạn có thể thi tốt. Thì bài đầu tiên thông thường chúng ta sẽ hay gặp đó là sự tương giao của parabol và đường thẳng đêm. Parabol của chúng ta là y bằng trừ x bình, đường thẳng d chúng ta là y bằng x trừ 2. Đề bài yêu cầu vẽ parabol và d trên cùng ở trục tọa độ. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn vẽ như sau. Các bạn cùng với thầy quan sát. Parabol y bằng trừ x bình, tập xác định r bảng giá trị. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn lấy các giá trị. Các bạn chú ý ha, parabol của chúng ta có dấu trừ thì tất cả các giá trị y thông thường sẽ có dấu trừ ngoại trừ số 0. Đầu tiên thầy sẽ lấy giá trị x bằng 0. Tương ứng của chúng ta sẽ có y bằng 0. Nếu không có phân số ở hệ số A thì các bạn chọn 1, 2. Tương ứng với giá trị x bằng 1, các bạn sẽ có y bằng âm 1. Tương ứng với x bằng 2, các bạn sẽ có y bằng âm 4. Bên đây các bạn lấy là x bằng âm 1. Tương ứng với x bằng âm 1, các bạn cũng có y bằng âm 1. Tương ứng với x bằng âm 2, y bằng âm 4. Như vậy thầy vừa mới hoàn tất cái bảng giá trị cho các bạn của parabol. Các bạn nhớ, parabol với đường thẳng là câu luôn luôn có trong đề tuyển sinh 10 và nó có giá trị là 1.5 điểm, cho nên các bạn làm thật cẩn thận. Thôi, thầy giới thiệu tới đường thẳng D, tập xác định cũng là R. Bảng giá trị thì đầu tiên thông thường thầy hay chọn x bằng 0. Tương ứng với y sẽ bằng âm 2. Kế tiếp thầy sẽ chọn giá trị x bằng 1 thì y sẽ bằng âm 1. Như vậy thầy vừa mới hoàn tất bảng giá trị của parabol và đường thẳng. Các bạn quan sát và xem lại, đây là câu rất quan trọng, sau đó các bạn biểu diễn. Như vậy thầy chốt lại cho các bạn, sau khi vẽ parabol với đường thẳng xong, các bạn quan sát lại, bạn thấy parabol của chúng ta có dấu trừ thì chúng ta sẽ nhớ parabol chúng ta sẽ bật xuống nằm dưới. Các bạn vẽ xong các bạn nhớ kiểm tra lại giùm thầy x, y, góc tọa độ có các độ chia có bằng nhau không. Các bạn kiểm tra lại một lần thật kỹ trước khi các bạn qua câu B. Thầy cho chúng ta sẽ tiếp tục câu B, tìm tọa độ giao điểm của parabol và D bằng phép toán. Thầy cho chúng ta cùng tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán hoặc phép tính. Các bạn xem thầy trình bày bên đây. Ta có phương trình hoàn độ giao điểm của B và D. Các bạn trình bày ra trừ x bình bằng x trừ 2. Bước kế tiếp các bạn chuyển vế đổi dấu, x chuyển vế trừ x, âm 2 chuyển vế 2. Các bạn có phương trình bậc 2. Sau đó các bạn xác định ABC, A bằng âm 1, B bằng âm 1, C bằng 2. Tới đây các bạn được quyền bấm máy. Sau khi bấm máy các bạn sẽ có hai kết quả x bằng 1 và x bằng âm 2. Với giá trị x bằng 1, các bạn sẽ tìm thấy y bằng âm 1. Tương tự, x bằng âm 2, các bạn sẽ tìm thấy y bằng âm 4. Sau khi các bạn làm xong, các bạn kết luận. Vậy, tọa độ giao điểm của P và D là giao điểm thứ nhất, 1, âm 1. Giao điểm thứ hai, âm 2, âm 4. Như vậy, chúng ta đã hoàn tất phần tìm tọa độ giao điểm bằng phép tính của bạn. Rồi, thầy cho chúng ta cùng bước vào bài số 2. Cấu trúc của đề tuyển sinh 10 thì bài số 2 thông thường chúng ta hay gặp bài liên quan tới thể thức hoặc định lý vẽ. Thầy có phương trình như sau: 3x mũ 2 trừ x trừ 2 bằng 0, có nghĩa là x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức m bằng x1 nhân mở ngoặc x1 trừ 2 tổng ngoặc cộng x2 nhân mở ngoặc x2 trừ 2. Thầy cho chúng ta sẽ cùng nhau bước qua giải bên đây. Thầy cho chúng ta sẽ tiếp tục
thực hiện giải ha. Rồi, 3x mũ 2 trừ x trừ 2 bằng 0 ha. Các bạn xác định A bằng 3, B bằng âm 1, C bằng âm 2. Các bạn quan sát hệ số A với C. Đây, A, C. A nhân với C nhỏ hơn 0 à, có khi chúng ta còn gọi là A và C trái dấu, thì suy ra phương trình có hai nghiệm. Sau đó các bạn sẽ trình bày tiếp theo hệ thức VS, hoặc các bạn có thể trình bày theo định lý VS. Các bạn có S, S là tổng, X1 cộng X2 bằng 1 phần 3, P bằng X1 nhân X2 bằng trên 2 phần 3. Sau khi các bạn có S và B, các bạn quay qua đây, các bạn biến đổi ha. Thầy với các bạn cùng nhau biến đổi ha. X1 nhân X1 được X1 mũ 2, X1 nhân trừ 2 được trừ 2 X1. Tương tự các bạn làm giống như vậy. Sau đó bạn sắp xếp lại X1 bình cộng X2 bình à, đây là cái hệ thức rất là quen thuộc của chúng ta. Rồi, tới đây các bạn đặt thừa số chung là âm 2 đây. Các bạn còn X1 cộng X2 à, thì X1 bình cộng X2 bình thì như các bạn đã được các thầy cô hướng dẫn rất kỹ, các bạn thế vô là S bình trừ 2P à, đây các bạn thế là trừ 2S. Các bạn thế được 1 phần 3 tất cả mũ 2 trừ 2 nhân cho âm 2 phần 3 trừ 2 nhân 1 phần 3. Các bạn bấm máy tính ra khỏi phần chính à, các bạn nhớ khi làm xong các bạn kiểm tra lại đáp án lần nữa để cho bài toán của chúng ta trọn vẹn hơn. À, thì chờ chúng ta cùng nhau đi tới bài số 3. Ôi, các bạn nào chắc cũng đã từng biết cái tác phẩm Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây, hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái bài toán. Bài này thông thường các bạn hay sử dụng cái loại kiến thức là hàm số bậc nhất. Thầy cho chúng ta cùng nhau đọc đề. Số trang sách đọc được y là trang phụ thuộc vào thời gian đọc sách ít ngày của một người trong tháng. Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b. Đây thầy gạch dưới cho các bạn y bằng ax cộng b. Đây à, bạn em đọc cái tác phẩm Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong 5 ngày. Đây, đây là những dữ liệu rất quan trọng của bài toán. 5 ngày, đây, ít là ngày à, đã đọc được 35 trang, 35 trang. Đây à, y là trang à, sau một tuần tiếp theo à, các bạn chú ý chữ tiếp theo này nha, rất nhiều người sai là chữ tiếp theo này. Bạn em đọc được, đây thầy tô như là dưới nha. Đây, bạn em đọc được 63 trang sách à, thì các bạn nhớ khi làm một bài thực tế các bạn cố gắng sử dụng bút dạ hoặc bút màu, tô là những dữ liệu quan trọng của bài toán. Rồi, bài toán này hỏi cái gì? Xác định hệ số A và B à, các bạn tô lại đây à, các bạn có 2 hoặc 3 phút để chuẩn bị cho bài toán này. Rồi sau đó thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục giải à, như vậy thầy trò chúng ta bắt đầu giải bài số 3 à, các bạn xem. Trong 5 ngày, 5 ngày à, các bạn sẽ thay ít bằng 5 à, đọc được 35 trang, các bạn thay y bằng 35 và hàm số y bằng ax cộng b. Các bạn sẽ có phương trình thứ nhất, 5a cộng b bằng 35. Tương tự, sau một tuần 7 ngày tiếp theo à, các bạn chú ý nha, sau một tuần ở đây người ta có một cái 7 nhỏ nhỏ nên các bạn phải chú ý. Các bạn sẽ thay x bằng 12, y bằng 63 và hàm số. Lúc đó các bạn có phương trình thứ hai, 12a cộng b bằng 63, các bạn gọi là phương trình thứ hai. Từ 1 và 2 các bạn có hệ phương trình theo a và b. Các bạn được quyền bấm máy tính, các bạn sẽ có kết quả a bằng 4, b bằng 15. À, các bạn chú ý lại một lần nữa, ở bài này có một cái 7 nhỏ nhỏ ở đây, sau một tuần tiếp theo thì các bạn nhớ các bạn phải thay x bằng 5 cộng với 7 bằng 12 thì các bạn sẽ giải ra, và sau khi đó các bạn nhớ xác định hệ số AB à, bài toán sẽ kết thúc. Rồi, thầy chờ chúng ta tiếp tục đi tới bài số 4
Các em với thầy cùng đọc đề ha, nhằm giúp đỡ và động viên các em học sinh, hội khuyến học đã tặng 490 quyển sách. Thầy tổ cái dự kiện thứ nhất cho trường em gồm sách toán, đây sách toán, rồi sách văn, ngữ văn. Nhà trường đã dùng 1/2 số sách toán, đây các bạn xem, và 2/3 số sách ngữ văn để phát cho các học sinh lớp 9 có hoàn cảnh khó khăn. Biết rằng mỗi một học sinh chỉ được nhận một quyển sách đây, toán và một quyển sách ngữ văn. Hỏi hội khuyến học đã tặng cho trường nghe mỗi loại sách bao nhiêu quyển. Thì các bạn chú ý những bài toán thực tế thì các bạn phải đọc kỹ đề, đọc hết đề. Các bạn tô màu những cái dữ liệu quan trọng của bài toán. Sau đó các bạn có thể sử dụng phương trình bậc nhất, các bạn có thể sử dụng hệ phương trình, hoặc các bạn có thể sử dụng các bài toán tư duy ở cấp 1 để các bạn giải quyết. Như vậy theo các bạn, bài toán này các bạn sẽ sử dụng loại kiến thức nào để giải? Theo thầy thì ở bài toán này các bạn nên sử dụng hệ phương trình để giải bài toán này, do các dữ kiện của bài toán cho nó phù hợp với sử dụng hệ phương trình để giải. Thì đầu tiên các bạn sẽ gọi y lần lượt là số sách toán và số sách văn hội khuyến học đã tặng cho trường em, và các bạn nhớ điều kiện ít y thuộc n sau. Dựa vào cái dữ kiện thứ nhất đây, 490 quyển sách đây, thì các bạn sẽ có ít cộng y bằng 490. Các bạn có phương trình thứ nhất thì các bạn sẽ ghi cái lời dẫn ra tổng hai loại sách là 490 quyển, nên x cộng y bằng 490. Theo thầy thì ở phương trình thứ nhất các bạn yếu có thể làm được, và làm như đây các bạn đã có được 0,25 điểm. Rồi nếu muốn hoàn tất bài toán, chúng ta tiếp tục nghiên cứu các dữ kiện bên đây. Đây là các dữ kiện quan trọng. Các bạn chú ý 1/2 số sách toán và 2/3 số sách văn đã được phát ra cho các học sinh. Và mỗi loại, mỗi học sinh chỉ có một quyển. Các bạn sẽ có phương trình thứ hai, 1/2 nhân x bằng 2/3 nhân y. Các bạn chuyển vế đổi dấu, các bạn sẽ có 1/2 x trừ 2/3 y bằng 0. Rồi thầy có hệ phương trình x cộng y bằng 90, 1/2 x trừ 2/3 y bằng 0. Rồi các bạn nhớ đây này, thì ghi thiếu này 490, xin lỗi các bạn, sai sót chút xíu. Rồi các bạn bấm máy tính, các bạn sẽ có x bằng 280, y bằng 210, và nhớ làm xong các bạn phải có chữ nhận, và đặc biệt ở bài toán thực tế các bạn phải có kết luận. Các bạn kết luận như thế nào? Số sách toán 280 quyển, số sách văn 210 quyển. Như vậy đó là một cái bài thực tế chúng ta vừa mới làm xong, bài số 4. Thầy cho chúng ta cùng nhau bắt đầu bài số 5. Sau buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhóm học của bạn Thư rủ đi ăn kem ở một cái quán ở gần trường. Cái quán này nó mới khai trương nên nó có khuyến mãi nhẹ nhẹ. Các bạn chú ý chỗ này ha. Quán này nó khuyến mãi như sau: khi mà ăn kem bắt đầu từ ly thứ 5 trở đi, đây ly thứ 5, giá mỗi ly kem sẽ được giảm 1.500 đồng so với giá ban đầu. Nhóm của bạn Thư ăn 9 ly kem với số tiền cả thảy là 154.500 đồng. Thì đề bài hỏi chúng ta là hỏi giá của một ly kem ban đầu. Ở một bài toán thực tế thì các bạn phải nhớ đọc kỹ cái đề, đọc từ trên đến dưới, đọc hết, đọc một hai lần. Sau đó các bạn sử dụng bút dạ hoặc bút màu, các bạn tô lại những dữ kiện quan trọng của bài toán. Sau đó các bạn sử dụng các loại kiến thức mà thầy cô đã dạy cho các bạn sẽ giải. Đó, thầy cho chúng ta sẽ chuẩn bị giải như sau. Sau đây là cách giải của thầy. Theo thầy thôi, phương án tối ưu ở bài toán này là đưa về phương trình bậc nhất.
để giải quyết. Thì thầy sẽ gọi ít đồng là giá ly kem ban đầu, ít lớn hơn 1.500. Giá của một ly kem sau khi khuyến mãi là ít trừ 1.500, đơn vị là đồng. Thì do các bạn xem ở những dữ liệu của bài toán cho các bạn xem những dữ liệu này, thì là các bạn đã, bạn này đã ăn tổng số tiền đã trả là 154.500 đồng, nên các bạn có phương trình 4 ít 4 ly đồng. 5 ly kế tiếp, 5 nhân ít trừ 1.500 thì bằng 154.500 đồng. Các bạn giải quyết ra được ít bằng 18.000. Nhưng các bạn nhớ, ở phương trình bậc nhất các bạn bắt buộc phải giải ra, các bạn phải nhân phân phối vô, 5 nhân ít, 5 nhân trừ 1.500, các bạn thu gọn lại, chuyển vế đổi dấu, các bạn tạm tìm được ít. Sau khi tìm được ít, các bạn nhớ dựa vào điều kiện đề bài để nhận hay loại. Và ở bài toán thực tế thì các bạn phải có kết luận dựa vô đề bài. Bạn kết luận vậy, giá của một ly kem ban đầu là 18.000 đồng. Đây là một trong những phương pháp để giải bài toán này. Tuy nhiên, các bạn có thể sử dụng phương pháp tư duy bằng cách các bài toán các bạn học ở tiểu học. Các bạn có thể giải quyết bài toán này theo những bài toán đố. Bên cạnh đó, có một số bạn thắc mắc, em giải bằng hệ phương trình được không thầy? Được, hệ phương trình vẫn là một cách để giải quyết bài toán này. Tuy nhiên, các bạn hãy chọn phương pháp nào sở trường của mình để giải một cách chính xác nhất. Đó là cách ưu việt nhất để giải. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tới bài số 6. Đây là một cái bài về mua bán. Các bạn sẽ chọn cái phương án mua bán như thế nào mà có lợi hơn cho chúng ta. Thầy bắt đầu đi. Giá bán một cái bánh ở hai cửa hàng A và B đều có giá là 15.000. Nhưng mỗi cửa hàng sẽ có hình thức khuyến mãi khác nhau để nó thu hút khách hàng. Thì cửa hàng A, đây các bạn xem cửa hàng A. Nếu khách hàng mua 4 cái bánh, 4 nha, 4 cái bánh trở lên, thì ba cái bánh đầu tiên, ba bánh đầu tiên là 15.000, nguyên giá y như cũ. Nhưng từ cái bánh thứ tư trở đi thì phải trả 75% của giá bán. Đây là cửa hàng A. Các bạn xem cửa hàng A. Qua cửa hàng B, đây hình thức khuyến mãi của nó khác chút xíu. Các bạn xem, nếu khách hàng mua ba cái, đây mua cái ba cái bánh thì được tặng thêm một cái miễn phí. Một nhóm bạn mình muốn mua 13 cái bánh thì chọn cửa hàng nào có lợi hơn. Thì các bạn sẽ sử dụng các loại kiến thức các bạn đã học để các bạn tính tiền, sau đó các bạn chọn một phương án có lợi nhất. Thôi, thầy cho chúng ta cùng nhau bắt đầu giải bài số 6. Thì bây giờ thầy sẽ nói cho các bạn nghe số tiền bánh nếu mà các bạn mua ở cửa hàng A thì có phải là ba cái bánh đầu tiên. Đây, ba cái bánh đầu tiên. Các bạn đã mua nguyên giá 3 × 15.000. Như vậy còn 10 cái bánh còn lại. Các bạn sẽ được gì? Đây các bạn xem bên đây. Chỉ phải trả 75% giá đang bán. Ở đây có một cái cạm bẫy nhỏ nhỏ, nhưng mà rất là nhiều học sinh làm sẽ sai. Các bạn sẽ lấy là 10 × 15.000 nhân với 25%. Thầy chấm bài kinh nghiệm nhiều năm, thầy thấy học trò hay sai chỗ nào. Các bạn rút kinh nghiệm, chỗ này các bạn sẽ ghi là 75%. Như vậy, sau đó các bạn thực hiện phép tính, các bạn có kết quả là 157.500 đồng. Đây là số tiền phải trả khi các bạn mua 13 cái bánh ở cửa hàng A. Vậy xong cửa hàng A, chúng ta quay qua cửa hàng B. Thì ở cửa hàng B, chương trình khuyến mãi là sao? Các bạn xem, nếu khách hàng mua 3 cái bánh, các bạn xem ha, mua 3 cái bánh thì các bạn sẽ được khuyến mãi thêm cái miễn phí. Vậy các bạn mua 6 cái, các bạn sẽ được khuyến mãi 2 cái. Vậy bạn mua 9 cái, các bạn được khuyến mãi 3 cái thì mới là 12 cái. Mà chúng ta cần mua tới bao nhiêu cái? 13 cái bánh. Như vậy, chốt lại, chúng ta phải mua tối thiểu là 10 cái bánh. Đây, 10 cái bánh. Nguyên giá thì các bạn 10 × 15.000
các bạn sẽ có 150.000 đồng. Thì sau khi các bạn tính toán ở ngay cửa hàng, các bạn so sánh giá. Đây, cửa hàng A 157.500 đồng, cửa hàng B 150.000. Thì rõ ràng các bạn thấy các bạn nên mua ở cửa hàng B vì nó rẻ hơn. Và chúng ta tâm lý khách hàng đi mua hàng, chúng ta sẽ chọn những cửa hàng bán rẻ hơn. Ở đây là bài toán gọi là chọn lựa phương án mua hàng cũng thường xuyên ra ở trong các kỳ thi tuyển sinh 10. Thì các bạn làm cẩn thận, đọc kỹ đề. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào bài hình. Đây là cái chỗ xương sẩu khó khăn nhất của anh em. Chúng ta cố gắng vượt qua nó ha. Cho tam giác ABC nhọn có AB bé hơn AC, nội tiếp đường tròn tâm 1. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. TAD cắt đường tròn O tại K. Điểm K phải khác với điểm M. Tiếp tuyến tại C của đường tròn tâm O cắt đường thẳng FD tại M. Câu A, chứng minh tứ giác ACDF nội tiếp đường tròn và tam giác CDM là tam giác cực. Thì các bạn chú ý ở một bài hình, thì nếu các bạn đọc kỹ đề, các bạn vẽ được hình thì chắc chắn các bạn sẽ làm được nửa câu A hoặc có thể cả câu A. Để làm được cả câu A thì chúng ta sẽ chuẩn bị thao tác vẽ hình. Thì giờ chúng ta bắt đầu như sau. Rồi, đây là cái hình hoàn thiện. Thì trong tất cả các đề tuyển sinh 10 thì cái bài hình khó khăn ở cái yếu tố vẽ hình. Đặc biệt một số cái điều, ví dụ như tiếp tuyến tại C. Đấy, thì các bạn phải vẽ bán kính OC, sau đó vẽ vuông góc. Đây là một trong những cái hình khá khó vẽ. Thì câu đầu tiên các bạn sẽ hỏi chứng minh tứ giác ACDF nội tiếp. Tứ giác ACDF nội tiếp. Tứ giác này có hai đường chéo. Thầy cô các bạn dạy này rất là kỹ rồi. Thì thầy sẽ nói như sau. Các bạn có góc ADC bằng với góc AFC bằng 90 độ. Đỉnh F và đỉnh D cùng nhìn cạnh AC. Suy ra tứ giác ACDF nội tiếp đường tròn. Như vậy thầy nói lại một lần nữa cho các bạn nghe. Ở những bài hình thầy sẽ nhấn nhé vài lần cho các bạn nghe. Xét tứ giác ACDF có góc AFC bằng góc ADC bằng 90 độ. Đỉnh F và đỉnh D cùng nhìn cạnh AC. Suy ra tứ giác ACDF nội tiếp đường tròn. Rồi, ý thứ hai của câu A, chứng minh tam giác CDM là tam giác cân. Thì để chứng minh một tam giác là tam giác cân thì từ trước đến giờ chúng ta có những phương pháp sau. Các bạn có thể chứng minh tam giác có hai góc kề một đáy bằng nhau. Chẳng hạn góc D bằng với góc C. Các bạn có thể chứng minh cạnh MD bằng cạnh MC. Hoặc các bạn chứng minh một đường mang hai tên nhưng ở trong đây không có một đường mang hai tên. Do đó chúng ta lặp lại còn hai phương án: một, hai góc đáy bằng nhau; hai, chứng minh hai cạnh bằng nhau. Nhưng theo thầy các bạn nên chọn hai góc đáy bằng nhau. Vậy theo các bạn tam giác MDC, MDC sẽ cân tại đâu? Thầy cho các bạn vài phút để suy nghĩ liệu tam giác này sẽ cân tại đâu. Thì thầy sẽ định hướng cho các bạn tam giác MDC sẽ cân tại M. Nếu cân tại M thì điều kiện cần của các bạn đó là chứng minh góc D bằng với góc C. Nếu các bạn giỏi chút, bạn đọc ba chữ MDC bằng với MCD. Như vậy các bạn hãy cùng với thầy đi tìm một góc trung gian. Góc D và góc C này sẽ cùng bằng với một góc nào đó. Các bạn quan sát hình. Thì ở ý đầu tiên, các bạn đã có tứ giác ACDF nội tiếp. Như vậy, các bạn có thể thấy hai góc này không?
góc A và góc D liệu có bằng nhau hay không. À, các bạn quan sát, đây là một cái góc mà thường học sinh ít có nhớ tên cái đẹp đó. À, hai góc này nằm ở vị trí góc ngoài và góc đối chân. Vì tứ giác A, C, D, F nội tiếp. Góc còn lại, các bạn có thấy góc A và góc C thì đánh dấu cho các bạn xem. Bạn nào có thể thấy được góc A bằng với góc C? À, góc A bằng với góc C. Lý do, đây là góc nội tiếp. Đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Thì nó sẽ có số đo bằng 1/2 số đo của cùng BC. Như vậy các bạn sẽ có thể ghi vắn tắt như sau: góc BAC bằng góc BCM bằng 1/2 số đo cùng BC. Tương tự, góc BAC sẽ bằng với góc MDC. Lý do, góc ngoài và góc đối chân của tứ giác nội tiếp. Như vậy các bạn đã có được góc MDC bằng góc MCD. Hai góc này cùng bằng với góc A. Như vậy tam giác MDC cân tại M. Như vậy chúng ta hoàn tất các bạn. Rồi, sau đây là cách trình bày của thầy. Chứng minh tam giác cân, các bạn xem. Thầy có góc BAC, BAC. Thầy xem BAC bằng với góc MDC, MDC. Góc ngoài bằng góc đối chân. À, thứ hai, thầy lại có góc BAC, BAC bằng với góc MCB, MCB. À, bằng 1/2 số đo cùng BC. Đó là cách các bạn ghi vắn tắt. Nhưng các bạn phải hiểu đây là góc nội tiếp, đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, thì nó có số đo nửa số đo cùng BC. Như vậy hai góc này cùng bằng với góc A. Như vậy góc MDC bằng góc MCB. Vậy tam giác MCD của thầy sẽ cân tại M. À, như vậy các bạn đã hoàn tất được câu A. À, thầy cho chúng ta bắt đầu câu B. Đây, khai phá câu B. Chứng minh MC bình bằng MI nhân MA. Đây, thầy nói lại nha. MC bình bằng MI nhân MA. À, thì thầy hay nói đùa với các bạn, cái này người ta hay gọi là chọn bạn mà chơi. À, MC bình bằng MI nhân với MA. Thầy sẽ chọn tam giác MCI và tam giác MAC. Thầy sẽ chứng minh hai tam giác này đồng dạng. À, liệu các bạn có thấy những yếu tố nào giúp cho hai tam giác đồng dạng? Thứ nhất, các bạn thấy góc M chắc chắn sẽ là góc trùng. Đây, thầy sẽ lấy phấn màu xanh thì tô hai góc bằng nhau cho các bạn. Góc MCI và góc MAC. Đây. Liệu hai góc này có bằng nhau hay không? Và tại sao bằng nhau? Thầy cho các bạn một vài phút để các bạn suy nghĩ lại. MCI và MAC. Thì hai góc này bằng nhau, lý do nó bằng 1/2 số đo cùng BC. Hoặc nói cách khác, nó rộng hơn và rõ ràng hơn. Đây là một góc nội tiếp. Đây là một góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cùng BC. Nên do đó nó bằng nhau. Như vậy sau khi có hai yếu tố thì các bạn sẽ có tam giác MCI đồng dạng tam giác MAC. Các bạn sẽ ghi tỷ số ra và các bạn nghiên chéo lên, các bạn sẽ có kết quả. Ở bài này các bạn chú ý cái đỉnh của tam giác phải đúng vị trí MCI, MAC tương ứng với các góc bằng nhau thì các đỉnh phải đúng vị trí. Nếu các bạn ghi sai, các bạn sẽ có tỷ số sai. Đó là cái chú ý của thầy. Các bạn nhớ. Rồi, ý thứ hai, chứng minh CDNI nội tiếp. Đây, tứ giác CDNI nội tiếp. Tứ giác này ống nhọn, ống nhọn, ống nhọn, không có giống như tứ giác bình thường đẹp đẽ của mình. À, như vậy cái cách chứng minh của nó cũng sẽ khác. Ở đây có một cái gợi ý như sau, là do bài này nó khá khó, thì tứ giác CDNI thầy sẽ gợi ý cho các bạn chứng minh góc D cộng với góc Y bằng 180 độ. Mặc dù gợi ý như vậy
nhưng để chứng minh được nó không hề dễ. Thì thầy sẽ có một cái tứ giác khác, không ăn thua gì với nó, nhưng nó là tứ giác nội tiếp. Thầy có 4 điểm A, B, Y, C thuộc đường tròn tầm 1. Như vậy thầy có quyền suy ra tứ giác A, B, Y, C nội tiếp đường tròn. Thầy có quyền suy ra góc B, A, C cộng với góc B, Y, C bằng căn bản. Và điều đặc biệt của thầy là góc B, A, C nó bằng với góc NDC, thầy gọi là chứng minh trên. Như vậy chốt lại thầy có góc NDC cộng với góc BDC bằng căn bản. Như vậy tứ giác CDNI đã thỏa mãn tổng hai góc đối cộng lại một căn bản. Như vậy tứ giác CDNI nội tiếp được chọn. Thầy nhắc lại cho bạn nghe một lần nữa ha. Phương án của thầy như sau. Thầy có A, B, Y, C thuộc đường tròn tầm 1. Suy ra tứ giác A, B, Y, C nội tiếp đường tròn. Suy ra góc B, A, C cộng với góc B, Y, C bằng 180 độ. Mà góc B, A, C thì bằng với góc N, D, C chứng minh trên. Như vậy góc N, D, C cộng với góc BC bằng chẳng tạm. Như vậy hoàn tất tứ giác CDNI nội tiếp được chọn. Lý do tổng hai góc đối diện bằng chẳng tạm. Các bạn xem. Thầy hướng dẫn lại một lần nữa cho các bạn xem. Ý thứ hai câu B, chứng minh tứ giác CDNI nội tiếp. Đây là cái câu cũng khá khó khăn. Thì đầu tiên các bạn có A, B, Y, C thuộc đường tròn tầm 1. Thì suy ra tứ giác A, B, Y, C nội tiếp đường tròn. Nếu nội tiếp thì các bạn có góc B, A, C cộng với góc B, Y, C bằng 180 độ. Mà góc B, A, C của chúng ta, đây B, A, C nó lại bằng với góc N, B, C chứng minh trên ở câu A. Như vậy chúng ta sẽ có góc NDC, đây NDC cộng với góc BIC bằng 180. Thì lúc đó tứ giác CDNI nội tiếp được chọn. Như vậy để chứng minh tứ giác nội tiếp thì chúng ta nên linh hoạt ở cách làm. Chúng ta có nhiều phương án để giải quyết. Và một bài này đây là cái bài tương đối nó mới, thì các bạn theo dõi, các bạn chịu khó làm lại. Và đặc biệt thầy chú trọng ở yếu tố vẽ hình. Nếu các bạn vẽ được hình thì trên tinh thần các bạn sẽ làm được câu A và nửa câu A B chẳng hạn. Thì video của thầy đến đây cũng dài, và hẹn các bạn gặp lại ở các video sau. Bye bye, hẹn gặp lại.